với định hướng phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu của địa phương, gắn với phát triển du lịch. Thời gian qua, huyện Nam Đàn đã tập trung chỉ đạo các xã lựa chọn sản phẩm đặc trưng để hỗ trợ hoàn thiện các chu trình, tiêu chuẩn của sản phẩm trên cơ sở đề xuất của các chủ thể. Nhờ đó mà đến nay, Nam Đàn dẫn đầu toàn tỉnh với 69 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, 19 trên 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có sản phẩm OCOP. Thì sản phẩm của ta thì gần, tức là trong nhà nhưng gần như là tự nhiên, thì là nguyên liệu thì tại chỗ, cũng có hóa chất chứ ạ. Vừa rồi thì cũng thấy ở dưới tỉnh, cơ sở cũng chuẩn bị hồ sơ, nhưng mà được bên xã cũng hỗ trợ làm cùng với cả chủ thể, đạt tiêu chuẩn thì 3 sao. Năm 2022 là năm thứ tư triển khai chương trình OCOP. Toàn tỉnh có 125 chủ thể tham gia với 202 sản phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức 2 đợt đánh giá, phân hạng để lựa chọn các sản phẩm thực sự chất lượng, đảm bảo các tiêu chí OCOP. Năm 2022 chúng ta đã công nhận thêm được 154 sản phẩm OCOP, trong đó có 151 sản phẩm 3 sao và 3 sản phẩm 4 sao. Là năm đứng đầu trong 4 năm chúng ta có cái sản phẩm OCOP đã được công nhận nhiều nhất, và cả cái chủ thể cùng đẩy mạnh được cái việc xúc tiến thương mại và bán hàng, cho nên cái tiêu thụ cả cái sản phẩm OCOP trong năm 2022 theo chúng tôi đánh giá là cũng khởi sắc hơn những năm trước đây, và cái chương trình cũng đã đi vào cuộc sống hơn, người dân đã biết nhiều hơn. Sau 4 năm triển khai chương trình, Nghệ An có 403 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 359 sản phẩm 3 sao, 43 sản phẩm 4 sao và một sản phẩm đủ điều kiện đạt cấp quốc gia 5 sao. Như vậy, đến nay, Nghệ An đã đạt 200% mục tiêu đề ra đến năm 2030 và đứng thứ hai của cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. OCOP là một trong những cái chương trình mà có lẽ là đem đến một cái sinh khí mới và một cái sức sống mới cho các cái doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp nông nghiệp và các cái doanh nghiệp nhỏ ở các cái địa phương. Bởi vì khi mà được chứng nhận OCOP thì doanh số của doanh nghiệp là tăng lên hàng năm. Và đặc biệt thì sau khi mà được chứng nhận OCOP thì chúng tôi đã có một đối tác bên Cộng hòa Séc đã đặt hàng. Qua cái quá trình làm thị trường thì chúng tôi nhận thấy là những cái sản phẩm nào được chứng nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh thì khi làm thị trường thì có nhiều thuận lợi hơn, đặc biệt là khi làm với các cái chuỗi siêu thị. Mục tiêu của chúng tôi sẽ cố gắng nâng lên hàng 5 sao và phấn đấu đưa vào các cái thị trường quốc tế lớn như là Mỹ hoặc EU. Bên cạnh việc lựa chọn phát triển các sản phẩm OCOP, hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại đã được các địa phương, doanh nghiệp quan tâm. Hiện nay trên địa bàn các huyện, thành thị đã có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các điểm du lịch và dịch vụ. Nhiều sản phẩm đã được quảng bá, bán hàng trên các phương tiện thông tin, các trang thương mại điện tử, lan tỏa trên phạm vi cả nước và vươn ra thị trường thế giới.